Nếu nhìn bảng các đối thủ ở bảng D như Đan Mạch, Australia hay Tunisia, hẳn nhiên đương kim vô địch Pháp rơi vào một bảng đấu không khó. Tuy nhiên, cũng không chắc rằng đội bóng của De Sam sẽ dễ thở trong việc giành vé vào bán kết tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Pháp đứng đầu bảng và bất bại để giành quyền tham dự World Cup 2022. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch gặp khó khăn và hòa với Ukraine và Bosnia-Herzegovina nên đó không phải là hành trình giành vé thuyết phục nhất từ trước đến nay. Sự sa sút phong độ của tuyển Pháp xảy ra sau kết thúc đáng thất vọng ở Euro 2020 khi họ bị loại trước Thụy Sĩ trên chấm phạt đền ở vòng 1-8. Điều này thực sự khiến nhà đương kim vô địch thế giới bị tổn thương. Dẫu vậy chiến thắng trước Phần Lan và Kazakhstan đủ để Pháp giành được tấm vé tới Qatar. Tuy nhiên, trước khi mơ về việc bảo vệ ngôi vô địch, có một việc Pháp cần vượt qua. Đó là cái dấp các nhà vô địch World Cup trong thế kỷ 21 đều không vượt qua vòng bảng chính bản thân Pháp mở đầu cho dấp khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2002. Nếu xét về ngôi sao, Đan Mạch không phải đội bóng hiện đang có những cầu thủ kiệt xuất, hàng đầu thế giới. Dẫu vậy, đan mạch luôn là một đội bóng đầy khó chịu tại các giải đấu lớn như euro world cup bởi lối chơi gắn kết kỷ luật không ít lần đan mạch quật ngã những đội bóng được đánh giá cao hơn họ tạo nên những câu chuyện cổ tích trong thế giới hiện đại đội bóng của casper etzunman được vượt qua vòng loại khá dễ dàng trên thực tế người đan mạch đã áp đảo đến mức họ thậm chí không để thủng lưới bàn nào trước vòng đấu áp chót tunisia cần chút vận may để vượt qua vòng loại ở vòng loại thứ hai khu vực châu phi họ đã thắng cả ba trận sân nhà và sân khách trước zambia guinea xích đạo và mauritania về mặt lối chơi, Tunisia chắc chắn sẽ lùi sâu chơi phòng thủ phản công. Với ưu thế về thể lực, không ngại va chạm, Tunisia hoàn toàn có thể khiến đối thủ nản lòng. Điều đó sẽ khiến nhiều đội bóng khiếp sợ Tunisia. Khi bắt đầu vòng loại World Cup, Australia trông giống như sẽ dễ sớm giành vé khi họ trở thành quốc gia đầu tiên đạt 11 trận thắng liên tiếp trong một chiến dịch vòng loại World Cup. Tuy nhiên, những điểm yếu cơ bản bắt đầu bộc lộ ở giai đoạn sau của vòng loại thứ ba khiến đoàn quân của Graham Arnold dần phải chịu áp lực và bắt đầu hụt hơi. Sau khi vượt qua UAE, Australia phải thi đấu play-off liên lục địa và họ đã vượt qua Peru sau loạt suốt luân lưu. Ở bảng B, đội bóng được đánh giá cao nhất, Pháp đang có dấu hiệu suy yếu. Còn Đan Mạch, Australia hay Tunisia đều sẵn sàng trở thành kẻ lót đường khi họ có điểm mạnh riêng. Bởi vậy đây sẽ là bảng đấu vô cùng khó khăn và khó lường.